Với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong những năm gần đây, kinh tế hợp tác xã đã có bước phát triển mới về số lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao với đủ các loại hình dịch vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát triển. Trên một số lĩnh vực, các hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách nhà nước, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên và người lao động. Không ít hợp tác xã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các hợp tác xã nông nghiệp không chỉ tạo sức mạnh trong sản xuất nông nghiệp mà còn là nhân tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Nghề làm cói ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có từ hơn 200 năm nay. Đối với những người dân nơi đây, việc đan cói, dệt cói như là một thói quen hay nếp sinh hoạt. Từ năm 2006 trở lại, bằng các chính sách hỗ trợ, nhất là hỗ trợ đào tạo nghề, các làng nghề truyền thống ở tỉnh Ninh Bình đang dần được vực dậy và phát triển khá mạnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng ly nông không ly hương, trong đó có nghề đan cói. Được thành lập từ giữa năm 2018, hiện nay mỗi tháng, Hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ Minh Châu ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn cung cấp ra thị trường khoảng 30.000 sản phẩm thủ công các loại như thảm, giỏ, khay, túi sách. Hợp tác xã hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012 là tổ chức kinh tế tự chủ do những người nông dân và những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn, góp sức, lập ra theo quy định của pháp luật, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên. Cái mẫu mã thì thường thì ở các cái đầu ngoài người ta gửi mẫu về cho mình và mình làm mẫu cho họ đúng theo cái thiết kế của họ, hoặc là cũng có những cái mà thiết kế của họ mình không làm được, mình thiết kế theo kiểu khác, xong mình chào người ta, nếu như người ta thấy phù hợp thì bắt đầu người ta đặt hàng mình. Cho đến bây giờ thì em thấy là càng ngày là càng phát triển hơn, thì mức số lượng hàng nó nhiều hơn và đầu ra là cũng tìm được nhiều đầu ra lớn hơn. Với 900 triệu đồng vốn góp ban đầu của 25 thành viên, hợp tác xã đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 300 lao động ở nhiều độ tuổi khác nhau. Hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ Minh Châu được đánh giá là một trong số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong vấn đề giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ở Kim Sơn hiện nay. Lao động của em là làm không phải là chỉ ở huyện mình và xã mình, mà là cả ở bên những Nam Định, rồi Nghĩa Hưng, rồi là Thái Bình. Đấy, là mình mang nghề của mình đi xong mình dạy cho những người ở bên đấy, xong mình lại thu hàng ở bên đấy về. Vì là cái mức thu nhập của lao động bên đấy là nó thấp, thì mình lại mang nghề của mình sang đấy để cho họ làm. Những người ví dụ như mà ở trong cái tuổi mà công ty người ta không nhận nữa, thì về đây người ta cũng vẫn có thể người ta lấy được hàng về nhà người ta làm. Mà mức lương thì cũng không kém công ty, cho nên là các bà con rất là thích, không phải làm hồ sơ, không phải thủ tục gì cả, mà chỉ tham gia vào thành viên của hợp tác xã là cũng có thể lấy được hàng về làm và thu nhập khoảng từ cũng 100 đến 150, cũng gần tương đương như cả đi làm công ty, và có thể là nấu cơm, nấu nước hoặc là nuôi thêm lợn gà gì đấy mà vẫn có việc làm, vẫn có thu nhập. Chúng tôi ở nhà nông mà có một cái nghề này là chúng tôi rất là mừng rỡ. Thu nhập của chúng tôi là một ngày từ 100 đến 150. Nếu mà không có cái nghề này đúng là quê tôi không biết là lấy gì mà tiêu pha. Cái lúa bây giờ thì nó rẻ lắm mà lại hay mất mùa, cho nên là có cái nghề này để nhân dân chúng tôi là tiêu pha những cái đồng nuôi con ăn học rất là đều đặn luôn. Xác định việc xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị là hướng đi chủ chốt. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Gia Viễn đã có hàng chục hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hướng chăn nuôi khép kín ra đời. Diện tích chưa đầy 2 hectare, nhưng mô hình trên cây, dưới con, mỗi năm mang lại cho gia đình anh Lê Văn Tiên không dưới 400 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Sản phẩm sạch mang lại đặc trưng đồng quê, nên các loại rau cũng như ốc nhồi, cua đồng, cá rô, cá quả của trang trại anh sản xuất ra không đủ để cung cấp cho thị trường. Xác định được muốn làm nông nghiệp bền vững cần phải liên kết, cuối năm 2017, anh cùng 11 hộ dân trong xã thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Nông sản An toàn Đại Hoàng,
tuân thủ quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn. Hiện mỗi tháng, hợp tác xã cung cấp ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm nông nghiệp các loại, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ thành viên. Hợp tác xã của tôi thì có 11 thành viên, thì chủ yếu tập trung vào sản xuất rau củ quả và chăn nuôi từ gà, lợn. Nói chung là bao gồm toàn bộ cái hệ thống chăn nuôi. Thì của tôi, hợp tác xã của tôi là nông sản an toàn. Thì hướng tới cái mục tiêu chính là sản xuất những cái gì ra nó đều phải mang tính chất an toàn đến với người tiêu dùng. Tham gia hợp tác xã thì thứ nhất là mình kết nối được sâu rộng hơn, tìm được nguồn hàng cũng như là kết nối được đầu ra đầu vào cho bà con, cũng như là tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Ngoài ra ấy, thông qua các kênh đấy thì mình sẽ có các cái dự án mà đầu tư lớn hơn, cũng như là các cái ưu đãi của nhà nước đối với cái lĩnh vực kinh tế tập thể. Tuy là đặc sản nổi tiếng được nhiều người ưa chuộng, nhưng trước đây hầu hết dê ở Ninh Bình được chăn nuôi nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình. Chính vì chăn nuôi nhỏ lẻ nên người dân chăn nuôi gặp không ít khó khăn. Để phát triển hơn nữa nghề chăn nuôi dê, lần lượt các hợp tác xã chăn nuôi dê đã ra đời. Không chỉ chăn nuôi và cung cấp dê giống như trước đây, các hợp tác xã còn thực hiện công đoạn giết mổ, xây dựng các cửa hàng cung cấp thịt dê. Một số hợp tác xã còn mạnh dạn mở các nhà hàng, phục vụ các món ăn được chế biến từ đàn dê được chính hợp tác xã của mình chăn nuôi. Việc các hộ gia đình chăn nuôi dê nhỏ lẻ manh mún liên kết với nhau thành lập các hợp tác xã giúp làm hạn chế tối đa rủi ro trong chăn nuôi, phát huy được thế mạnh của các thành viên, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi dê. Hợp tác xã của tôi thì là có 26 thành viên, thì trong đó thì tổng số con dê thì được khoảng 4.000 con. Bà con tập kết được với nhau thì thứ nhất là về khâu bệnh dịch. Đấy, là bà con trao đổi với nhau. Và hai nữa là quản lý về bệnh dịch. Thì ví dụ như là mình vào vaccine theo định kỳ thì là mình sẽ thống nhất tất cả bà con lại là vào vaccine cùng một đợt và theo đúng theo cái lịch trình của nó. Và hai nữa là trao đổi về con giống để tránh cận huyết. Đấy, giữa đực của hộ nọ và sang giống đực của hộ kia thì nó sẽ tránh cái trường hợp cận huyết, đảm bảo được về cái thực phẩm sạch để ra thị trường. Giá cả thì là luôn ổn định, luôn đảm bảo về giá cả và đầu ra. Thì như đến bây giờ thì chúng tôi là từ khâu chăn nuôi đến khâu giết mổ và ra thị trường là chúng tôi đã đóng gói, là đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia đình tôi thì cứ mỗi năm tôi thu nhập khoảng 300 triệu thịt dê, nguyên về tiền mình bán con giống ấy, với lại bán thịt ra thị trường. Từng là thức uống được nhiều người ưa chuộng với hương vị đặc trưng, nhưng từ ngày nông trường quốc doanh trên địa bàn giải thể, thương hiệu chè Tam Điệp cũng dần bị lãng quên. Thời gian gần đây, sản phẩm chè Tam Điệp lại xuất hiện trên thị trường. Với 8 thành viên, hợp tác xã đang cùng 40 hộ dân ở hai xã Đông Sơn và Quang Sơn liên kết trồng và chăm sóc tổng diện tích 72 hectare chè. Dù đang ở trong giai đoạn tạo tán, nhưng trong năm 2019, hợp tác xã Hoa, Cây Cảnh, Nông sản Tam Điệp đã cung cấp ra thị trường hơn 30 tấn chè khô. Để cung cấp sản phẩm chất lượng tới người tiêu dùng, hợp tác xã chủ trương phát triển sản phẩm chè sạch, hộ liên kết phải tuân thủ tối đa tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình trong trồng và chăm sóc chè. Cùng với đó, hợp tác xã cũng đã bố trí vốn đầu tư để mua sắm máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến. Trước đây ở Tam Điệp là cũng có sẵn một cái nông trường quốc doanh rất lớn, tức là về truyền thống là bà con cũng vẫn hái chè và mang đến cái nông trường để cân. Sau đó thì nông trường chế biến tập trung và làm như vậy thì sẽ quản lý được về cái sản xuất, tức là bà con sẽ sản xuất theo một cái quy trình nhất định. Và hiện tại bây giờ thì đơn vị chúng tôi cũng như thế. Và có một cái lý do quan trọng nữa là để chúng tôi làm như vậy bởi vì là bà con về cái kỹ thuật chế biến là cũng không hiện tại bây giờ do cái ngày trước đấy ạ, thì cái kỹ thuật chế biến ngày trước là nó rất là khác so với bây giờ và bà con cũng không cập nhật được cái kỹ thuật chế biến. Chính vì vậy mà đơn vị chúng tôi là liên kết cùng với bà con để đảm bảo là cái sản phẩm đầu ra là nó là cái sản phẩm hàng hóa mà có tính cạnh tranh ạ. Theo số liệu từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, tính đến tháng 12 năm 2019, toàn tỉnh có 400 hợp tác xã, trong đó có 297 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, 55 hợp tác xã phi nông nghiệp và thành lập mới 30 hợp tác xã. Tổng số vốn của các hợp tác xã đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành lập mới 64 tổ hợp tác, nâng số tổ hợp tác lên gần hơn 450 tổ với hơn 2.600 thành viên.
Trong số 400 hợp tác xã nói trên, có 42 hợp tác xã đã và đang hình thành một số sản phẩm theo chuỗi, qua đó góp phần tăng diện tích canh tác. Chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường được nâng cao rõ rệt. Liên kết với nhau để làm mô hình hợp tác xã thì nó thúc đẩy giúp cho các cái hộ này tăng cái lợi nhuận, tăng cái giá trị, tăng cái doanh thu mỗi một năm lên từ 15 đến 20% so với khi mà làm đơn lẻ. Đấy, cho nên cái hiệu quả của mô hình hợp tác xã thì phải nói đầu tiên đó là nó thúc đẩy cái kinh tế hộ, giúp cho cái xóa đói giảm nghèo và đặc biệt là các hộ vươn lên làm giàu. Trong cái điều kiện kinh tế thị trường thì cái việc mà liên kết hợp tác với nhau để cùng phát triển là rất cần thiết. Trước đó, năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020 với mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả, mở rộng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã, phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của các hợp tác xã với tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương trong tỉnh. Có thể nói, cái gốc của xây dựng nông thôn mới là phát triển kinh tế nông nghiệp, mà giải pháp căn bản của phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay là tổ chức lại sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Kinh tế hợp tác, mà cụ thể là vai trò của hợp tác xã nông nghiệp, vừa là tiêu chí cần đạt được, vừa là điều kiện phát huy nội lực hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Để hợp tác xã phát triển đúng hướng, cần có bước đi phù hợp để các mô hình hợp tác xã thay đổi về chất một cách bền vững. Thực tiễn xây dựng nông thôn mới thời gian qua trên phạm vi cả nước cho thấy, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, nếu phát triển đúng hướng, sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản, góp phần tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Mơ còn có tên là ôm mai, khổ hạnh nhân. Từ xa xưa, mơ được nhiều dân tộc trên thế giới, nhất là ở phương Đông biết đến. Nói đến mơ là chúng ta lại liên tưởng tới một loại quả chua chua, có thể ăn với muối ớt hoặc ngâm với đường, với muối, tạo thành loại đồ uống ngọt tuyệt. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới ôm mai mơ, một trong những món ôm mai mà gần như ai cũng phải thử một lần trong đời. Bên cạnh đó, chế phẩm từ mơ còn là những vị thuốc rất phổ biến trong y học cổ truyền. Khi trồng mơ quy mô lớn thì tốt nhất là trồng rễ trần vào tháng 11, 12 khi mơ đã rụng lá hoặc ngừng hẳn sinh trưởng. Vừa đỡ tốn công, mang đi xa được, bảo đảm tỷ lệ sống cao. Kỹ thuật trồng không có gì đặc biệt, chỉ cần chú ý thâm canh ngay từ đầu vì mùa sinh trưởng của cây mơ tập trung nhất vào tháng 1 đến tháng 4. Nếu không đủ độ ẩm, đủ chất dinh dưỡng thì sinh trưởng của cây mơ trồng tháng 11 sẽ chậm đi một năm. Mơ là loại quả có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều vitamin và những chất chống oxy hóa mạnh. Không những được dùng làm thuốc, món ăn mà còn có công dụng làm đẹp. Thịt quả mơ có chứa một số chất axit như axit citric, axit tartaric, 27% đường, tinh bột và nhiều chất chống oxy hóa cao trong mơ có tác dụng kháng viêm, bảo vệ màng tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa, phòng chống bệnh ung thư, tim mạch. Ở Việt Nam, mơ mọc nhiều nhất ở vùng Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Về đặc điểm hoa, loại hoa trắng bạch mai thường phổ biến hơn loại hoa đỏ hồng mai. Mơ được chia thành nhiều loại như mơ đào, mơ nứa, mơ bổ hóng, mơ chấm son, mơ Vân Nam. Ở làng Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, có giống mơ hoa và quả thường kết thành từng đôi gọi là song mai.